Đây, đây là mấy cây cây như con mình cắt trước đó nè. Trong video lần trước thì mình có chia sẻ về cách nhân giống sang đá cúc. Thì hôm nay mình sẽ update những phần còn lại của sang đá cúc này. Nhiều cây con sẽ phát triển sau khi mình cắt hết những cây con này cả nhà. Thì 2 đến 5 ngày sau mình mới đem trồng xuống đất. Mình để cho mấy vết cắt này khô lại. Giờ mình chuyển hết những cây con mà mình nhân giống lá trước đó qua một chậu riêng. Mấy chậu này mình có thể tưới nước ngay cả nhà. Sau khi mình sang ra thì tổng cộng mình có được 12 chậu, thì có một số chậu thì mình trồng tới 2 cây. Này 2 cây nè. Rồi đây cũng 2 cây. 2 cây cả nhà. Còn cái chậu này thì mình đợi khoảng 2-3 tháng nữa mình mới sang ra chậu riêng, tại còn hơi nhỏ đó. Này là sau một tuần lễ cũng đã khô. Bây giờ mình đem trồng xuống chậu thôi. Thì mùa này thời tiết ấm áp thì mấy cây này sẽ phát triển nhanh hơn là mùa đông. Còn mấy cây này mình đem cắm vô mấy cái chậu nhỏ. Để ở dưới mấy cái kệ cho nó cho mát đó cả nhà. Sau khi có rễ cây khỏe mạnh là mình đem ra ngoài.